Thần đạo đan tôn, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 130, bị đùa bỡn, quái đản, một cây linh dược lại rút rễ lên, nhanh chóng lao đi. Thấy cảnh này tất cả mọi người ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, dồn dập đuổi theo. Điểm này ngay cả Lăng Hàn cũng không ngờ. Dù bọn người hoàng tử thao không biết lai lịch của cây thần dược này, nhưng một cây linh dược có thể tự mình chạy trốn, lấy đầu của bọn họ, chẳng lẽ còn đoán không ra cây linh dược này, giá trị vượt xa bọn họ tưởng tượng. Một cây thần dược chạy ở phía trước, phía sau có một đám người đuổi theo, hình ảnh này có chút khôi hài, nhưng hiện tại ai cũng không cười nổi, đều dốc hết sức bắt lấy thần dược. Trong truyền thuyết, có chút bảo vật thông linh có thể chui xuống đất, có thể lên trời, tuy cây linh dược này không có chui xuống đất, cũng không bay lên trời, nhưng lại chạy như con người, giá trị sẽ không thấp chút nào. Một đường chạy đi, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập hàng ngũ truy đuổi. Lăng Hàn phát hiện cây thần dược kia tuyệt đối là cố ý, bởi vì nó đang không ngừng chạy vòng tròn, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người truy đuổi, còn có thể khống chế khoảng cách, có vẻ rất thành thạo điêu luyện. Thần dược còn có thể sinh ra linh trí sao? Nghĩ tới đây, Lăng Hàn không khỏi ngơ ngác. Nói đến trí tuệ, nó thuộc về nhân loại, thuộc về yêu thú, thậm chí có chút yêu thú còn không kém nhân loại, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói thực vật cũng có thể nắm giữ linh trí. Bị thần dược cố ý dẫn dắt, người tiến vào nơi đây có ít nhất 3/4 gia nhập truy đuổi, nhưng không ai có thể bắt được nó, chỉ có thể bị nó bỏ lại đằng sau ăn bụi. Tiếp tục như vậy không được. Có người nói, sao ta có cảm giác mình đang bị một cây linh dược đùa bỡn? Tuy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta cũng cho là như vậy, cây linh dược này quá tà dị. Khà khà, ngươi cảm thấy tà môn có thể từ bỏ, không ai buộc ngươi truy. Ta không phải chỉ hiếu kỳ thôi sao? Không người nào nguyện ý từ bỏ, hiện tại dù kẻ ngu si cũng biết cây thần dược này giá trị liên thành, thậm chí có người còn đi ra ngoài thông báo những lão quái kia, để bọn họ bày xuống thiên la địa võng, miễn cho cây linh dược này chạy ra từ đây mai danh ẩn tích. Nghe hiệu lệnh của ta, mọi người phân công nhau hành động, hợp lực bắt cây linh dược này. Tam hoàng tử nói. Hiện tại ngay cả đại nhân vật cũng bị kinh động, muốn chúng ta bằng mọi giá cũng phải bắt được cây linh dược này, mọi người không nên có tư tâm. Tất cả mọi người gật đầu. Nếu ngay cả những đại lão bên ngoài kia cũng bị kinh động, bọn họ nào dám kháng mệnh. Do tam hoàng tử chỉ huy là thỏa đáng, thứ nhất thực lực của hắn đủ mạnh, thứ hai thân phận của hắn đủ cao. Từng mệnh lệnh đi xuống, tất cả mọi người không dám chống đối, ngay cả bọn người Hồ Phong Nguyệt, Tôn Bất Nhân cũng không dám. Chí ít vẻ ngoài, bọn họ là không có gì nghị. Nhưng Lăng Hàn có thể đoán được, những người trẻ tuổi này có rất nhiều dã tâm, thần dược như vậy há sẽ từ bỏ. Khẳng định mỗi người đều có tư tâm, đạt được sẽ lập tức dùng, nói không chắc sẽ có biến hóa long trời lở đất thành một thần linh nha. Vòng vây mở ra, nhưng ai cũng không ngờ rằng trước đó nó căn bản không có toàn lực chạy trốn, cho đến khi gặp phải tình huống nguy hiểm mới bạo phát ra, có thể nói cấp tốc như điện. Sau khi chạy ra trùng vây, thần dược này lại nhích lên từng sợi râu, duỗi về mọi người, giống như ngón tay nhân loại, mà ngấm lại kia khẳng định là ngón giữa. Moa, này không chỉ là một cây thần dược, hơn nữa còn là thần dược lưu manh. Tất cả mọi người có cảm giác quái lạ, bọn họ bị một cây linh dược đùa bỡn. Tức chết ta rồi, ta nhất định phải ăn ngươi. Có người nóng tính tức giận đến hoa hoa kêu to. Vòng vây mở ra lần thứ hai, dần dần thu nạp để cho không gian xê dịch của thần dược càng ngày càng nhỏ. Lăng Hàn cao mày. Hiện tại cây thần dược kia gióng trống khua chiêng như vậy, dù hắn lực ép mọi người, nhưng có thể giữ được nó thì đã làm sao? Nếu như ăn tại chỗ, sau khi ra ngoài có thể bị những lão quái vật kia bằm thây nấu canh hay không? Những lão quái vật kia thật có thể làm được nha. Bởi vì phần lớn thần dược đều có hiệu quả kéo dài, mà mấy lão gia hỏa kia thiếu nhất là cái gì? Thời gian, sinh mệnh. Hắn không khỏi băn khoăn, phải làm sao mới có thể thần không biết dù không hay lấy đi thần dược. Hắn có không gian giới chỉ, ẩn giấu là hoàn toàn không có vấn đề, then chốt là làm sao ở dưới tình huống không người phát hiện, lấy thần dược đi. Vừa truy, hắn vừa nghĩ vấn đề này. Thần dược đã bị ép vào tuyệt cảnh, dù sao nơi này có quá nhiều người, cho dù tốc độ của nó nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Đột nhiên Lăng Hàn dừng lại kinh hô. Có nguy hiểm. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đối với hắn nói tự nhiên không chút hoài nghi, ngay lập tức ngừng lại, nhưng người khác đều khịt mũi coi thường. Tiểu tử này khẳng định là cố làm ra vẻ, bọn họ vào lâu như vậy, lúc nào gặp phải nguy hiểm.
Mặc dù nơi này là lòng núi, nhưng vẫn có ánh sáng lấp lóe, làm cho hoàn cảnh không hề có cảm giác tối tăm, nhưng phía trước lại xuất hiện không gian âm u, như quái thú há mồm. Vèo, thần dược chạy tiến vào, mọi người nhanh chóng truy đuổi, nhưng trong chớp mắt, oành 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 oành. Bọn họ giống như đụng phải một vách tường vô hình, lập tức bị đẩy lùi trở về, có mấy người còn tốt, chỉ vỡ đầu chảy máu, nhưng có vài người trọng thương, xương cốt đâm xuyên ra ngoài. Thần dược ngừng lại, lần thứ hai dựng râu, khiêu khích mọi người. Lúc này lại không có ai để ý, bởi vì đều bị đụng đủ thảm, mỗi người đều chưa lấy lại sức. Thằng khốn! Có người nhảy tới trước người Lăng Hàn, chỉ tay vào mũi của hắn. Nếu ngươi biết phía trước có nguy hiểm, tại sao không nói sớm một chút? Ngươi còn biết đạo lý hay không? Lưu Vũ Đồng nhảy ra, mặt đầy sát khí. Không phải Lăng Hàn đã nhắc nhở các ngươi có nguy hiểm, là chính các ngươi không dừng lại. Hừ, không nói rõ, ai biết nguy hiểm là cái gì? Người kia cứng từ đoạt lý, lớn tiếng nói. Lăng Hàn có gan liền đứng ra, không nên để cho nữ nhân ra mặt thay ngươi. Người này là tổ nguyên tầng 8, đối đầu Lưu Vũ Đồng tự nhiên không đủ xem, nhưng Lăng Hàn chỉ là tổ nguyên tầng 6, để hắn cảm thấy dễ ức hiếp. Ai kẻ xấu thì hay tác quái. Lăng Hàn nhẹ nhàng đẩy Lưu Vũ Đồng ra. Lưu Vũ Đồng có chút bận tâm, tự nhiên không phải sợ Lăng Hàn bị thương, mà là lo lắng tên này tính khí táo bạo, làm thịt ra hỏa khiêu khích kia, vậy thì không dễ thu thập. Yên tâm, nể mặt Lưu cô nương, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Người kia cười lạnh nói, chủ động khiêu khích cũng chỉ là muốn cho Lăng Hàn chút đau khổ, phá hoại hình tượng của hắn ở trong lòng Lưu Vũ Đồng mà thôi. Bốp! Hắn vừa nói xong trên mặt đã trúng một cái tát, cực kỳ đau đớn. Hắn sững sốt một chút, lúc này mới ý thức được mình bị Lăng Hàn đánh, nhất thời bạo khiêu như lôi tương tự tát về phía Lăng Hàn. Bốp! Lăng Hàn vung tay trưởng xuống, đi sau mà tới trước, lại quật hắn một bạt tay, hơn nữa sức mạnh rất lớn, để thân hình của hắn lệch đi. Hắn không tin tà, lại tát về phía Lăng Hàn. Bút 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 bút. Lần này hắn xui xẻo rồi, bị Lăng Hàn đánh mặt không ngừng. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Phá vào vùng cấm. Còn có ai không phục? Lăng Hàn ngừng tay, mỉm cười nhìn mọi người hỏi. Mọi người vội lắc đầu. Cái tên này quá mạnh, không phải dũng tuyển cảnh căn bản không có tư cách giao thủ với hắn. Mà mấy dũng tuyển cảnh thì hừ một tiếng. Bọn họ không sợ Lăng Hàn, nhưng rất kiêng kỵ Lưu Vũ Đồng. Hiện tại nữ tử này đã rút kiếm bảo hộ ở bên người Lăng Hàn, nên không ai dám manh động. Chủ yếu nhất là, hiện tại bọn họ vô tâm tính toán với Lăng Hàn. Cây linh dược kia chạy vào khu vực thần bí, làm sao kéo nó ra mới là chuyện quan trọng nhất. Càng ngày càng nhiều người kéo tới, hoàn toàn vây quanh nơi đây. Có khả năng nơi này là trung tâm của không gian dưới lòng đất, hình thành một vòng tròn, diện tích rất lớn. Mấu chốt nhất là, khu vực đen nhánh nuốt chửng tia sáng kia thật giống như một loại thực vật, có thể chặn tầm mắt, đứng đầu bên này là không nhìn thấy tình hình đầu bên kia. Cũng may người tiến vào đủ nhiều, có thể miễn cưỡng vây khu vực này lại, chí ít cây thần dược kia chạy ra, bọn họ có thể lập tức phát hiện. Làm sao bây giờ? Sau khi hình thành vòng vây, tất cả mọi người khó khăn nói. Nhốt nó lại, không tin nó không ra. Có người nói. Ngươi ngốc sao, nó vốn là thực vật, hoàn toàn có thể cắm rễ ở bên trong mấy trăm năm. Nhưng chúng ta thì sao, nhiều nhất 3 ngày là phải rời đi. Có người mắng. Cũng đúng. Người kia ngượng ngùng nói. Tất cả mọi người cau mày. Kia tuyệt đối là một cây linh dược, thậm chí đạt đến cấp bậc thần dược trong truyền thuyết. Nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn, điều này làm cho bọn họ quả thực muốn điên. Có người đi ra ngoài liên hệ mấy lão quái vật, hy vọng bọn họ có thể có biện pháp, những người khác thì thủ ở chỗ này. Lăng Hàn chậm rãi tiếp cận bức tường vô hình kia, hắn đưa tay ra cảm ứng. Cảm giác thật quen thuộc. Khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra vẻ mỉm cười. Năm xưa hắn tiến vào rất nhiều di tích, từng thấy rất nhiều tình huống tương tự, cái này cũng là nguyên nhân tại sao hắn sớm báo động trước. Đây cũng không phải bức tường gì, mà là một loại khí tràng vượt xa thiên nhân cảnh. Nếu như hắn vẫn là thiên nhân cảnh như vậy, lấy nghiên cứu đối với khí tràng của hắn có thể cố sức phá tan để cho mình thông qua, nhưng hiện tại hoàn toàn không có tư cách như vậy. Lẽ nào chỉ có thể sử dụng vật kia? Lăng Hàn lấy thanh khuyết đao ra, đây là bảo đao của đồ đệ hắn, cũng có khả năng là di vật duy nhất có thể tìm được. Toàn lực bảo phát dư uy của linh khí, có thể miễn cưỡng thôi phát ra sức mạnh đến thiên nhân cảnh. Nhưng vấn đề là bảo phát như thế, bảo đao này sẽ triệt để phá hủy.
Lăng Hàn do dự, hơn nữa còn có một vấn đề khác, là cây đao này chỉ đủ bạo phát một lần, như vậy sau khi hắn vào, làm sao đi ra? Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền quyết định phải đi vào. Bởi vì trong này không chỉ có thần dược còn cất giấu bí mật của đại chiến năm xưa, hắn muốn biết tại sao. Hơn nữa, nếu bên trong thật sự có di cốt của một vị phá hư cảnh, hình thành khí tràng này, như vậy nói không chắc hắn có biện pháp phá giải. Hai người các ngươi yểm hộ thay ta một lát. Lăng Hàn nói với Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền. Bởi vì đây là một khu vực rất lớn, mỗi người cách nhau khá xa, vây quanh khu vực này, bởi vậy Lăng Hàn đứng ở giữa hai nữ, nếu người hai bên khác không chú ý, là rất khó nhìn thấy hắn. Hai nữ không biết hắn muốn làm gì, nhưng đều gật đầu biết tên này có năng lực mà người thường không thể. Lăng Hàn kích hoạt bảo đao, ý chí võ đạo của Giang Dược Phong là hắn truyền thừa, tuy hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng mà nhất mạch truyền thừa. Thần thức xúc động, ý chí võ đạo trong bảo đao liền thức tỉnh, vù. Phù văn trên bảo đao bừng sáng cực kỳ ấm ánh. Nhưng đây là tia chớp cuối cùng, chẳng mấy chốc sẽ trở lại bình thường. Lăng Hàn không do dự chút nào, lấy bảo đao chém vào trong khí tràng, mở đường cho mình. Dù như vậy, thần kinh của hắn vẫn rất căng thẳng. Bảo đao trong tay rung động như cá bơi, thân hình của hắn cũng lay động theo, mở ra một con đường. Trong nháy mắt, thân hình của hắn đi vào khu vực u ám kia, không còn gặp lại nữa. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đều ngoác mồm, liếc nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy khiếp sợ còn có kính ngưỡng nồng đậm. Thiếu niên này, không, người đàn ông này còn có cái gì là không làm được. Rất nhanh các nàng thu hồi ánh mắt, lên tinh thần bắt đầu che đậy cho Lăng Hàn để tránh bị người phát hiện hắn mất tích. Bằng không Lăng Hàn thật chiếm được bảo bối gì, lấy thực lực bây giờ của hắn khẳng định là không giữ nổi. Lăng Hàn chảy mồ hôi đầm đìa trong khí tràng này từng bước nguy cơ, năm xưa hắn là cường giả thiên nhân cảnh, nhưng chỉ cần một bước đi nhầm cũng trọng thương, mà lấy tu vi của hắn hiện tại chuyện này quả thật là lấy tiền trong chảo dầu, hơi có sai lệch sẽ tan xương nát thịt, tuyệt không có cơ hội lần nữa. Nhưng điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn, tập trung cao độ, ánh mắt trở nên cực kỳ sáng sủa. Thiên tài và người điên là không hề khác gì nhau. Kiếp trước hắn chăm chú luyện đan, một khi luyện đan sẽ giống như người điên, mà đời này, hắn thả trọng tâm ở võ đạo, tương tự cũng có một mặt điên cuồng, chỉ là trước đây không có cơ hội triển lộ mà thôi. Nguy hiểm tầng tầng như vậy tất nhiên để toàn thân của hắn căng thẳng, nhưng càng làm cho hắn hưng phấn. Bồi hồi giữa sống và chết, để hắn cảm giác được ý nghĩa của sinh mệnh, thần thức như nước biển sôi trào mãnh liệt. Thậm chí hắn có loại cảm giác có thể ở chỗ này rèn luyện thần thức. Hào quang trên bảo đao bắt đầu lấp lóe, Lăng Hàn sợ hết hồn. Tình huống hư hao của cây đao này vượt qua hắn tưởng tượng, lại chỉ kiên trì chút thời gian ấy liền phai mờ. Tuy hắn thích mạo hiểm, nhưng mạo hiểm và chịu chết là hai việc khác nhau. Hắn vội ra tốc. Bởi vì phải suy tính khí tràng biến hóa, tinh thần của hắn cũng tập trung cao độ, tiêu hao rất lớn, mồ hôi như nước chảy xuống trong nháy mắt ướt nhẹp quần áo, thậm chí còn chảy ra thành dòng. Nhưng hắn không cảm giác chút nào, ánh mắt sáng quắc, không ngừng đi tới. Vù, bảo đao lóng lánh lần cuối, hết thảy phù văn đồng loạt biến mất, vỡ tan. Điều này đại biểu ý chí võ đạo trong đao đã triệt để dập tắt. Hô, Lăng Hàn lao ra một bước cuối cùng, hắn rốt cuộc đi ra khu vực khí tràng phong tỏa. Phía trước lại hiện ra quang minh. Đây là một khu vực chu vi chỉ có 10 trượng, chính giữa có một bộ di cốt ngồi xếp bằng, mà cây thần dược kia thì đang ra sức đâm rễ vào trong đất bùn. Chỉ là đại địa nơi này giống như rất kiên cố, qua lâu như vậy cây thần dược kia lại mới đâm rễ vào một nửa. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng ngời, lặng yên đi tới gần thần dược. Hắn không biết thần dược có phân chia hai mặt hay không, nhưng hiển nhiên hiện tại cây thần dược này không có phát hiện hắn. 10 bước, 8 bước, 5 bước, 3 bước. Đột nhiên Lăng Hàn tung người ra, đưa tay chộp tới cây thần dược. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Ba sợi rễ. Thần dược đang ra sức cắm rễ, căn bản không nghĩ tới có người sẽ đột phá khí tràng phong tỏa, nhất thời bị Lăng Hàn đánh trở tay không kịp, vội vã rút rễ lên tránh đi. Chỉ là lần này nó chậm một bước. Tuy tốc độ của nó rất nhanh, đã rút rễ lên, nhưng tay của Lăng Hàn cũng bắt được, nắm chặt rễ của nó. Chi. Thần dược giống như kinh hãi rất lớn, đóa hoa mở ra co rút lại, ngay cả cành cũng vặn vẹo. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nó đột nhiên tránh thoát, thân hình bay ra ngoài. Vèo, nó xông vào khí tràng, biến mất. Lăng Hàn kinh ngạc buông tay ra nhìn, trong tay hắn lưu lại ba sợi rễ đứt đoạn, nơi đứt gãy có chất lỏng màu nhũ bạc chảy ra.
Nhất thời, một mùi thơm ngát không cách nào hình dung tràn ngập, để toàn thân hắn thư thái, thật giống như muốn vũ hóa phi thăng. Đây là thần dược. Lăng Hàn nào dám lãng phí, vội đưa lưới ra hút khô những chất lỏng kia. Cái này lãng phí một giọt cũng là tội lỗi không cách nào tha thứ. Thoải mái, thoải mái. Thần dược này chỉ ngửi cũng làm cho hắn có cảm giác vũ hóa phi thăng, ăn vào trong miệng cảm giác này tự nhiên càng thêm mãnh liệt, để lỗ chân lông toàn thân hắn mở ra, linh khí tự động rót vào thoải mái thân thể của hắn, sướng đến không cách nào hình dung. Đặc biệt là thần thức được tẩm bổ rất lớn, huyết nhục gân cốt cũng có tăng lên tương ứng, ngược lại là tu vi tăng lên chậm nhất. Giá trị của thần dược không ở chỗ tăng cao tu vi. Lăng Hàn thầm nói. Hắn mở thần thức ra quan sát kỹ thân thể biến hóa. Sức sống. Hắn kết luận ra hai chữ, bị thần dược tẩm bổ, sức sống của hắn tăng lên cực lớn. Hết thảy võ giả đều biết, nhân loại chỉ có 100 năm tuổi thọ, trừ khi đạt đến sinh hoa cảnh, lúc này mới có thể đánh vỡ cực hạn của phàm nhân thu được 200 năm tuổi thọ. Bằng không coi như ăn nhân sâm ngàn năm, nhiều nhất cũng chỉ chậm lại già yếu, sống thêm mấy năm mà thôi. Tại sao sinh hoa cảnh có thể thu được 200 năm tuổi thọ, chính là bởi vì sức sống của cơ thể được tăng cường. Từ sau sinh hoa cảnh, mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều là một lần lột xác sinh mệnh, không ngừng thu được sức sống, không ngừng tăng lên hạn mức tối đa của tuổi thọ. Then chốt là thiên nhân cảnh là một bình chướng, nếu không thể đạt đến phá hư cảnh như vậy sinh mệnh cực hạn của võ giả cũng giới hạn dưới ngàn năm. Nhưng thần dược có thể tạo ra hiệu quả đồng dạng. Chỉ ăn vài giọt thần dịch, sức sống của Lăng Hàn liền tăng lên cực lớn, là một người đã từng là cường giả thiên nhân cảnh, hắn có thể tính toán ra, hắn đại khái thu được 20 năm tuổi thọ. 20 năm, chỉ có vài giọt. Nếu như có thể ăn hết nó, hắn có thể thu được bao nhiêu tuổi thọ? 1000 năm, đó là ít nhất, tương đương với để cường giả thiên nhân cảnh sống nhiều hơn một đời, với phàm nhân mà nói, là 10 đời. Thế gian này quý giá nhất là cái gì? Không phải công pháp. Không phải võ kỹ, không phải của cải, mà là sinh mệnh. Ngàn năm tuổi thọ a, cái này sẽ làm cường giả thiên nhân cảnh phát rồ. Lăng Hàn thu 3 sợi rễ vào không gian giới chỉ, tăng tuổi thọ chỉ là một công hiệu của thần dược, đương nhiên cũng là công hiệu to lớn nhất, nhưng còn có những tác dụng khác, như cải thiện thể chất, phạt ma tẩy tủy. Hắn nắm giữ linh căn thần cấp, nhưng cái này không đại biểu thể chất cũng là thần cấp. Ngược lại, thể chất của hắn rất bình thường, chỉ là vì tu luyện bất diệt thiên kinh thể chất của hắn mới nhảy lên thành khô mộc chi thể, có thể sánh ngang những thể chất đặc thù kia. Nói cách khác, thể chất của hắn còn xa xa không có đạt đến trạng thái hoàn mỹ, chí ít còn có nham thạch chi thể, thiết bị chi thể cùng kim cương chi thể. Hơn nữa cái này còn chỉ là tầng thứ nhất của bất diệt thiên kinh. Thần dược có tác dụng tăng thể chất, nói không chắc ta có thể dựa vào nó tu thành nham thạch thể. Ánh mắt của Lăng Hàn lóe sáng. Tăng lên tới nham thạch thể, lực phòng ngự không chỉ tiến thêm một bước, hắn còn có thể ngưng luyện ra 2 giọt bất diệt chân dịch, tổng cộng có 3 giọt, lá bài tẩy càng đủ. Đáng tiếc, nếu có một cây thần dược hoàn chỉnh, nói không chắc có thể lập tức tiêu thăng đến thiết bị chi thể, thậm chí kim cương chi thể. Hắn không khỏi tiếc hận, nhưng lập tức liền bật cười, tự nói. Làm người không thể quá tham lam, kiếp trước ta ngay cả bảo dược cấp 9 cũng chưa từng thấy, hiện tại ở tổ nguyên tầng 6 liền nhìn thấy thần dược cấp 10 thậm chí còn được 3 sợi rễ, cái này còn không biết đủ, sẽ bị thiên lôi đánh. Ánh mắt hắn nhìn về phía bộ xương khô kia, mơ hồ cảm thấy đây là căn nguyên của tất cả. Bộ xương khô này hiển nhiên trải qua một phen đại chiến, xương trên người chí ít nát chừng 100 cây, rất khó tưởng tượng mất nhiều xương như vậy, làm sao còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn chậm rãi tiếp cận, nhìn kỹ, không khỏi khiếp sợ. Trong những xương cốt này, lại có từng ký tự màu vàng, chỉ là thời đại quá xa xưa, hay lúc trước người này bị thương quá nặng, những chữ này hầu như lu mờ ảm đạm. Nhưng chuyện này không hề trở ngại Lăng Hàn cảm ngộ đến sức mạnh to lớn của những chữ kia. Cái này nói là văn tự còn không bằng nói là đồ án, một loại đồ án đem sức mạnh đất trời, dùng phương thức văn tự biểu hiện ra. Chờ đã, Lăng Hàn ngẩn ra. Kỳ thực bất diệt thiên kinh cũng như thế, bởi vì ta căn bản không có cách dùng lời nói thuật lại. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách hắn cần 10.000 năm mới có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất, đó là bởi vì chuyện này căn bản là vượt qua ngôn ngữ hạn chế, đạt đến một độ cao khác. Có điều, tuy chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng ta có thể khẳng định chữ trên xương này không sánh bằng bất diệt thiên kinh. Trình độ của hai người căn bản không giống. Nhưng có thể chắc chắn đây chính là cường giả phá hư cảnh. Nếu ta có thể dòm ngó một tia ý chí võ đạo của hắn đối với ngày sau ta xung kích phá hư cảnh tất có nhiều chỗ tốt. Lăng Hàn tự nói trợn to hai mắt, mạnh mẽ ghi nhớ chữ vàng vào đầu. Oanh!
Một đoàn hồng quang bỗng nhiên từ trong bộ xương tuôn ra cực kỳ chói mắt. Càng có một luồng sóng nhiệt kéo tới, để Lăng Hàn không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Một đoàn liệt diễm màu đỏ hiện lên ở đỉnh chóp bộ xương, hình thành các loại hình dạng, phảng phất nắm giữ sinh mệnh. Dị hỏa. Lăng Hàn thốt lên kinh ngạc. Dị hỏa, một loại vật chất kỳ quái trong thiên địa, cũng có thể nói là năng lượng. Đối với võ giả và đan sư mà nói, giá trị cao đến không cách nào hình dung. Bởi vì võ giả luyện hóa dị hỏa có thể rèn luyện thể chất, tăng cao tu vi, thậm chí có thể tu ra một loại võ kỹ nào đó. Mà đan sư dung hợp dị hỏa luyện chế đan dược sẽ nắm giữ ưu thế mạnh mẽ. Tại sao? Bởi vì luyện đan quan trọng nhất là khống hỏa, nhưng sức mạnh của võ giả có hạn, nhiệt độ của hỏa diễm lại cực hạn, mà dị hỏa có thể tăng cực hạn này lên gấp mấy lần để đan sư nắm giữ không gian càng bao la. Tỷ như Lăng Hàn, lấy thực lực của hắn, vốn có thể luyện chế đan dược thiên cấp, nhưng giới hạn cảnh giới, hắn không thể nào làm được bởi vì thôi thúc không ra nhiệt độ cao như vậy. Nhưng nếu như dung hợp một đoàn dị hỏa hiện tại muốn luyện chế đan dược thiên cấp, vẫn như cũ là nằm mơ, nhưng muốn luyện chế địa cấp lại có thể. Dù cho hiện tại không được, chờ đột phá xuống tuyền cảnh, phỏng chừng cũng gần như. Hai mắt hắn phát sáng. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Dung hợp. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đời này, số mệnh của hắn tuyệt đối là nghịch thiên. Đời trước hắn là cường giả thiên nhân cảnh, nhưng bất kể là thần dược hay dị hỏa, thì ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Nhưng đời này chỉ là tổ nguyên tầng 6, liền gặp hai thứ này, thậm chí còn được ba sợi rễ của thần dược. Nếu như còn có thể thu lấy đoàn dị hỏa này, trái tim của Lăng Hàn không khỏi thình thịch. Dị hỏa có thể để hắn vượt cấp luyện đan, hơn nữa, nhiệt độ cao của dị hỏa cũng có thể làm một đòn sát thủ. Hắn có chút kỳ quái, đoàn dị hỏa này là làm sao sinh ra? Phải biết, dị hỏa có rất nhiều chủng loại, nhưng mỗi loại có yêu cầu sinh ra khác nhau. Dị hỏa bình thường nhất đương nhiên sinh trong núi lửa, nhưng có chút dị hỏa đặc thù lại sinh ở địa phương âm lãnh, thậm chí trong hàn băng, xưng là hàn băng liệt diễm, có thể băng sát sinh linh. Nhưng nơi này thì sao? Lăng Hàn làm sao cũng không nghĩ ra, nơi này có điều kiện thích hợp dị hỏa sinh ra, ngoại trừ bộ xương trước mắt này. Khô lâu này khi còn sống là cường giả phá hư cảnh. Lẽ nào phá hư cảnh còn có thể sinh dưỡng dị hỏa? Lăng Hàn thầm nói, mắt không nháy nhìn chằm chằm đoàn dị hỏa kia, nghĩ nên làm sao thu lấy. Nếu như hắn còn có tu vi của thiên nhân cảnh, vậy dĩ nhiên không hề khó khăn, mạnh mẽ trấn áp là được. Nhưng hiện tại lấy tu vi tổ nguyên tầng 6 của hắn, mạnh mẽ tới thu, phòng chừng sẽ bị đốt thành tro bụi. Tiểu hỏa, đến, sau này cùng ta trộn lẫn. Lăng Hàn như chiêu hoán tiểu tẩu vậy. Dị hỏa biến ảo hình dạng, không chút để ý tới hắn. Đây là tự nhiên, dị hỏa làm sao có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Lăng Hàn nhe răng, dùng thần thức câu thông có thể vượt qua cửa ải ngôn ngữ, nhưng vấn đề là, hắn dám dùng thần thức đi tiếp xúc dị hỏa sao? Dị hỏa oai đủ để phân diệt thần thức của hắn. Chí ít tầng thứ nhất của bất diệt thiên kinh còn không cách nào chữa trị thần thức. Nhưng muốn hắn từ bỏ dị hỏa, hắn lại không cam lòng. Hắn vắt hết ốc, đột nhiên thông suốt, có thể để hắc tháp ra giúp đỡ hay không? Hắn cảm thấy cấp độ của hắc tháp còn cao hơn phá hư cảnh, đủ để trấn áp đoàn dị hỏa này. Vấn đề là, tuy hắc tháp sống nhờ trong cơ thể hắn, nhưng mà vị đại gia kia có để ý tới hắn hay không, có thể mời được sao? Thử xem. Hắn dùng thần thức đi xúc động hắc tháp, nhưng hắc đại gia bình chân như vậy, không chút để ý hắn. Lăng Hàn cũng không nhục chí, thần thức kéo dài không ngừng tiến hành quấy dày. Trước hắn có kinh nghiệm, hắc tháp không phải là vật vô ý thức. Rốt cục, hắc tháp khẽ run lên, phát sinh một đạo gợn sóng. Hắn thật không có cảm thấy như thế nào, nhưng bộ xương khô kia lại xuất hiện càng nhiều vết rạn nứt, căn bản không chịu được gợn sóng của hắc tháp. Đoàn dị hỏa kia như tiểu cô nương bị sợ hãi, đột nhiên cuộn mình thành một đoàn, lạnh run. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, vấy vấy đoàn dị hỏa kia. Một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, đoàn dị hỏa này thật nhảy đến trong tay hắn. Càng dù gì hơn là, Lăng Hàn không cảm giác nóng chút nào. Dị hỏa quả nhiên có linh. Lăng Hàn đánh bảo câu thông với dị hỏa, lấy thần thức lan truyền ý nghĩ, nói. Tiểu tử, sau này theo ta trộn lẫn, ta sẽ tìm càng nhiều dị hỏa để cho các ngươi dung hợp, cuối cùng thành hỏa diễm mạnh nhất thiên hạ. Thần thức truyền niệm cách này vượt qua hạn chế ngôn ngữ, chủng tộc, chỉ cần tồn tại có linh trí, đều có thể hiểu được. Ý nhà,
Dị hỏa truyền ra ý nghĩ mơ hồ, như một trẻ con bi bô tập nói, mơ hồ không rõ. Lăng Hàn rõ ràng, dị hỏa này xác thực sinh ra linh trí, nhưng linh trí quá thấp, như trẻ con mới vừa ra đời. Tiểu hài tử, không phải dễ lừa gạt sao? Lăng Hàn phóng thích thiện ý, để dị hỏa cân nhắc. Trên thực tế hắn cũng không nói dối, ngày sau nếu gặp dị hỏa, hắn nhất định sẽ ra tay, để dị hỏa không ngừng dung hợp, tăng lên dị hỏa oai. Trong thiên hạ, hết thảy sinh linh, bản năng đều có khát vọng trở nên càng mạnh càng hoàn mỹ, dị hỏa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn nó không cách nào tu luyện, nhưng có thể dung hợp lẫn nhau, làm cho linh trí tăng trưởng, tăng lên uy năng. Lăng Hàn không vội, không ngừng câu thông dị hỏa. Hắn có niềm tin bởi vì vừa nãy hắc tháp phát uy để dị hỏa cảm giác được hắn mạnh mẽ. Chim khôn chọn cành mà đậu, linh trí của dị hỏa đơn giản, có thể nói là cực kỳ đơn thuần, như vậy nếu như nó muốn chọn chủ nhân có mạnh mẽ hay không khẳng định là cân nhắc đầu tiên. Cảnh giới của Lăng Hàn không cao không quan hệ, hắc tháp châu bò là được. Ý nhà nhà, ý nhà nhà. Dị hỏa truyền lại ý nghĩ mơ hồ, đột nhiên chui vào lòng bàn tay của Lăng Hàn, giống như nước dội vào trong cát, lập tức bị hấp thu tiến vào trong cơ thể hắn. Lăng Hàn chưa từng dung hợp qua dị hỏa, nhưng kiếp trước chiếm được thủ pháp luyện hóa, dung hợp đối với bước kế tiếp cũng không xa lạ gì. Hiện tại dị hỏa tiến vào trong cơ thể hắn, hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, luyện hóa dị hỏa, tiêu diệt linh trí của dị hỏa, biến thành năng lượng tẩm bổ bản thân hắn. Thứ hai, dung hợp dị hỏa, bảo lưu linh trí, thật giống như để thân thể biến thành chỗ cho dị hỏa sống nhờ. Đối với võ giả mà nói, đương nhiên là không chút do dự lựa chọn phương pháp thứ nhất, nhưng Lăng Hàn há có thể nuốt lời, dù là đối với một đoàn dị hỏa. Huống chi hắn còn muốn luyện đan, đương nhiên phải bảo lưu dị hỏa hoàn chỉnh mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn dung hợp với dị hỏa, tiểu tử này nằm ở trong tay trái của Lăng Hàn, thông qua linh hồn liên hệ nhau. Hắc tháp nhẹ nhàng rung động, có oai trấn áp chư thiên, làm cho cả quá trình dị thường thuận lợi. Chỉ nửa giờ quá trình dung hợp đã hoàn thành. Lăng Hàn mở mắt, xòe tay trái ra, oanh. Hỏa diễm màu hồng thiêu đốt ở trong tay của hắn, nhưng không phải nguyên lực thôi thúc, mà là đến từ dị hỏa. Ý nhà nhà. Dị hỏa cũng toát ra ý vui, tựa hồ rất hài lòng thân thể của Lăng Hàn. Đi. Tay trái của Lăng Hàn chấn động, dị hỏa bay ra, dưới sự chỉ huy của hắn, không ngừng nhảy múa. Hắn lại vẫy tay, dị hỏa bay trở về, tan vào trong tay trái của hắn. Ha 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 ha, hiện tại sức chiến đấu của ta lại tăng lên một đoạn. Dị hỏa thiêu đốt, đừng nói xuống tuyền cảnh, dù linh hải cảnh cũng có thể giết. Chỉ là, làm sao tiếp cận là một vấn đề, ai cũng sẽ không ngớ ngẩn đến mức để dị hỏa gần người. Có điều, nếu ta để dị hỏa quấn ở trên nắm tay, trên mũi kiếm, người khác bất cần khinh địch, thật có thể bị mưu sát. Khà khà, liền xem ai xui xẻo như thế. Lăng Hàn lại nhìn về phía bộ xương khô. Bị hắc tháp rung mấy lần, vết rạn trên xương đã càng ngày càng nhiều, văn tự màu vàng không thể phân biệt, để hắn hô to thịt đau. Kia là ý chí võ đạo của phá hư cảnh. Quên đi, ta quá tham lam. Lăng Hàn nói. Lần này ta thu hoạch đã lớn đến không cách nào hình dung, huống hồ, hiện tại cho ta ý chí võ đạo của phá hư cảnh thì có ích gì. Ta vốn có thể một đường bay thẳng tới thiên nhân cảnh. Hiện tại vấn đề là, làm sao rời đi? Thần đạo Đan Tôn. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 134. Trở về. Lăng Hàn nhìn bộ xương khô kia, trong lòng có suy đoán. Năm đó Giang Dược Phong cùng lượng lớn cường giả thiên nhân cảnh vây công phá hư cảnh này, kết quả cuối cùng hẳn là lưỡng bại câu thương, đều chết rồi. Chỉ là phá hư cảnh quá mạnh mẽ, chết rồi cũng hình thành một khu vực cấm chế, không người nào có thể tiến vào. Nhưng vạn năm trôi qua, dù ý chí võ đạo của phá hư cảnh cũng không thể tránh khỏi suy yếu, sau một lần địa chấn, có linh khí xuôi dòng trôi ra, rốt cục dẫn hắn tới đây. Lăng Hàn không biết khi còn sống vì phá hư cảnh này có thân phận gì, nhưng hắn tuyệt đối tín nhiệm đồ đệ của mình. Nếu Giang Dược Phong tham dự vây công, như vậy cường giả phá hư cảnh này khẳng định là tội nghiệt ngập trời. Muốn rời khỏi nơi này đơn giản. Bởi vì tất cả cấm chế nơi này đều bắt nguồn từ ý chí võ đạo của phá hư cảnh. Chỉ cần dập tắt cố ý chí võ đạo này, như vậy nơi đây tự nhiên sẽ trở về hình dáng ban đầu. Với người khác mà nói, muốn dập tắt ý chí võ đạo của một vị phá hư cảnh kia căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, dễ như ăn cháo. Bởi vì ý chí võ đạo kia bắt nguồn từ bộ xương này, mà hiện tại không xương đã tiếp cận tan vỡ, chỉ cần hắn thêm chút lực,
liền có thể để nó triệt để bụi quy về bụi, đất trở về đất. Phá hoại di cốt của người khác, dưới tình huống bình thường, Lăng Hàn quyết sẽ không làm. Nhưng ai bảo tên này có khả năng là hạng người tội ác tày trời chứ? Lăng Hàn không chút do dự, đạp tới một cước. Đùng, nguyên bản không xương đã có vô số vết rạn, nhất thời ầm ầm sụp đổ, hết thảy văn tự màu vàng đều hóa thành một nguồn sức mạnh vô hình chấn ra bốn phía. Biến hóa phát sinh. Nguyên bản chỗ Lăng Hàn đứng là không nhìn thấy bên ngoài, nhưng hiện tại ý chí võ đạo của phá hư cảnh triệt để dập tắt, khí tràng tự nhiên không còn sót lại chút gì, tầm nhìn không bị hạn chế. Lăng Hàn, Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đồng thời kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, lại phát hiện lúc này chỉ có hai người các nàng, những người khác đều chạy không thấy bóng. Hắn hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh. Thần dược chạy ra ngoài trước, khẳng định hấp dẫn tất cả mọi người đuổi theo, lúc này tự nhiên sẽ không có ai. Để các ngươi đợi lâu rồi. Hắn gật gật đầu với hai nữ. Hai nữ đều rụt rè nở nụ cười. Trên thực tế trước đó các nàng đều rất lo lắng, chỉ là da mặt không đủ dày, nào dám biểu hiện ra. Đi thôi. Ba người theo đường cũ trở lại, nhưng mới đi một hồi, chỉ cảm thấy khí chàng mạnh mẽ áp bước đến, đám lão quái Lý Tàng Giả dồn dập xuất hiện. Di cốt của cường giả phá hư cảnh bị phá hỏng, thiên thần chi quang đương nhiên biến mất, không cách nào ngăn cản những lão quái vật này nữa. Những lão quái này đều vội vã bay qua, bọn họ xem trọng Lăng Hàn đến đâu, cũng không cho rằng thiên thần chi quang biến mất sẽ có quan hệ với thiếu niên này. Bọn họ chỉ chú ý thần dược, nào có thời gian phí lời với Lăng Hàn. Vèo vèo vèo, thân hình tung bay, phân biệt đi xa. Thần dược A, bọn họ tuyệt đối muốn lấy được. Lăng Hàn thầm nói, cây thần dược này là cấp 10, tuy bản thân không có chút sức mạnh nào, nhưng nói đến năng lực chạy trốn lại quá tuyệt. Dù hắn nắm giữ tu vi hiếp trước, cũng phải hao phí trắc trở lớn mới có thể đắc thủ. Hắn có thể được lợi là bởi vì có khí tràng của phá hư cảnh trấn áp. Hơn nữa cây thần dược này bất cẩn, căn bản không nghĩ tới sẽ có người tiến vào. Nơi đây đã không có giá trị, Lăng Hàn không chút do dự chọn rời đi, chỉ là trong lòng có một nghi vấn chưa giải. Là vạn năm trước, vì sao lại xuất hiện một cường giả phá hư cảnh, tại sao xuất hiện nhiều thiên nhân cảnh như vậy? Đến cùng cường giả phá hư cảnh kia đã làm ra sự tình người người oán trách gì, dẫn đến nhiều thiên nhân cảnh vây công, cuối cùng đồng quy vu tận. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Có thể cái này sẽ là một bí ẩn vĩnh viễn không rõ. Lăng Hàn thu hồi tâm tình, lần này hắn thu được không gian giới chỉ, dễ thần dược, dị hỏa. Không gian giới chỉ thì quên đi, hai món sau dù là kiếp trước hắn cũng đỏ mắt. Kiếm bổn rồi. Dọc theo đường đi, đương nhiên còn có người đang tìm kiếm thần dược khắp nơi. Lăng Hàn không dừng chân, sau khi ra sông ngầm, dự định dẹp đường hồi phủ. Vèo, ba người chỉ vừa lên bờ, liền thấy thần dược chạy tới, xẹt qua bên cạnh bọn họ, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Vèo vèo vèo, đám lão quái Lý Tàng Giả cũng lập tức đuổi theo, mỗi người đều giận dữ, hiển nhiên bọn họ đều bị cây thần dược này đùa bỡn. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ thiên thần chi quang biến mất, thần dược không có tầng bình chứng này bảo vệ, đương nhiên sẽ không ở lại, nghĩ đến sau này cũng sẽ không trở về nữa rồi. Nhưng phỏng chừng cây thần dược kia sẽ không rời vũ quốc, chờ sau này hắn tu luyện tới thiên nhân cảnh, vẫn có thể trở về tìm kiếm, nói không chắc có thể bắt nó. Thiên thần chi quang biến mất, từng kiện linh khí cấp 9 cũng ra tốc bay đi. Có khí linh căn bản là không lấy được, không có khí linh tự nhiên không có giá trị gì. Lăng Hàn không muốn ở chỗ này, sau khi hỏi qua hai nữ, ba người liền trở về hoàng đô. Ngô Tùng Lâm thấy Lăng Hàn trở lại nhanh như vậy, không khỏi kinh ngạc. Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì hắn chăm sóc hai tiểu nha đầu cũng rất đau đầu. Hổ nữ quá giá, căn bản không thể ném cho người hầu chăm sóc, hắn chỉ có thể tự mình ra trận, mới vài ngày liền chơi hắn gầy mấy cân. Lăng Hàn, Lăng Hàn. Hổ nữ nhìn thấy Lăng Hàn, lập tức bay nhào đến treo ở trên cổ Lăng Hàn, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa. Lăng Hàn không khỏi cười to, hiếm thấy nghe nha đầu này không nói thịt, xem ra thực sự là rất nhớ hắn. Chỉ là hắn còn chưa nghĩ xong, liền nghe hổ nữ nói. Thịt, thịt, thịt. Ai bản tính khó sửa đổi. Đi ăn thịt. Hắn ôm lấy hổ nữ kéo Lăng Tử Huyên, mang hai tiểu nha đầu trở về. Lưu Vũ Đồng tự nhiên đồng hành với hắn, nhưng Lý Tư Thiền không thể tùy ý như thế, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lưu lại trợ thủ cho Ngô Tùng Lâm. Bởi vì Ngô Tùng Lâm có lính ngộ, đang muốn luyện chế một loại đan dược huyền cấp thượng phẩm. Nếu có thể ung dung hoàn thành, hắn sẽ thử nghiệm luyện chế đan dược địa cấp.
vật liệu đan dược địa cấp quá quý giá, mỗi lần bảo lô đều là lãng phí to lớn, dù là đại nhân vật như Ngô Tùng Lâm cũng không dám xem thường, mở lô phải có niềm tin khá lớn. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao Vũ Quốc không có một đan sư địa cấp. Bởi vì ngay cả cơ hội thử nghiệm cũng không có mấy lần, làm sao có khả năng thành công chứ? Đương nhiên điều này cũng có quan hệ tới hoàn cảnh của Vũ Quốc, vật liệu địa cấp cực kỳ quý giá, nhưng ném tới địa phương lớn tuy vẫn rất quý giá, nhưng không đến nỗi như vậy, vật liệu thiên cấp mới quý. Lăng Hàn ôm hổ nữ, Lưu Vũ Đồng nắm tay Lăng Tử Huyên, bốn người đi tiểu lâu ăn, ngược lại có tam hoàng tử mời khách, tiền không phải sự tình. Cơm nước no nê, Lưu Vũ Đồng mang Lăng Tử Huyên trở lại. Các nàng có chỗ ở của mình, huống hồ Lăng Tử Huyên cũng phải tu luyện, sao có thể quấn quýt Lăng Hàn. Lăng Hàn trở lại tiểu viện, lấy ra một sợi dễ thần dược, chuẩn bị luyện hóa. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Phạt ma tẩy tủy. Thật có chút không nỡ. Lăng Hàn không có lập tức luyện hóa. Thần dược bực này có hiệu quả nhục bạch cốt, hoặc tử nhân bảo hắn luyện hóa, thật có chút không hạ thủ được. Nhưng cái này cũng chỉ là do dự trong nháy mắt mà thôi. Hắn đã tu thành khô một chi thể, ngưng ra một giọt bất diệt chân dịch. Cái này vốn là thần dược cứu mạng, mặc dù có chút kém thần dược, nhưng thắng ở dùng xong còn có thể tiếp tục ngưng ra tiếp. Lại nói, chỉ cần hắn luyện bất diệt thiên kinh đến nham thạch cảnh, như vậy có thể ngưng ra hai giọt bất diệt chân dịch. Thần dược ăn liền hết. Nhưng bất diệt chân dịch có thể không ngừng ngưng luyện, lấy ngón chân tính cũng biết cách nào có lời. Còn nữa, thần dược có thể tăng thể chất lên toàn diện cố bản bồi nguyên, này cũng là chỗ tốt chân thực. Lăng Hàn không thiếu lính ngộ cảnh giới, thiếu chính là thời gian, mà thần dược có thể bù đắp rất tốt. Đời này, số mệnh phải ở trong tay ta. Lăng Hàn ném dễ thần dược vào trong miệng, nhai nhai, nhất thời lưu hương bốn phía, cả người có loại cảm giác nhẹ nhàng, thật giống như muốn lên trời. Thoải mái. Hắn thầm nói, một bên vận chuyển bất diệt thiên kinh, dẫn dắt dược lực lưu chuyển tiến vào mỗi nơi trong thân thể. Biến hóa lập tức phát sinh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tế bào đang tăng cường, xương cốt tăng cường, mạch máu sôi sục. Thật giống như có một cường giả vô thượng phạt ma tẩy tủy cho hắn. Trên thân thể của hắn, rất nhanh thì trồi ra một tầng vết bẩn màu đen, đó là tạp chất trong cơ thể hắn bị thần dược đẩy ra thân thể. Không nên xem thường điểm này. Võ giả tu luyện chính là một quá trình tăng thể chất lên, đến sinh hoa cảnh là một lần biến chất, lột xuống thân thể phàm nhân tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn của sinh mệnh. Thật giống như một khối ngoan thạch, sau khi đánh bóng, luyện chế, từng bước một biến thành mỹ ngọc. Bài trừ tạp chất trong cơ thể tương đương với rèn luyện bản thân, gia tốc quá trình thành ngọc. Biến hóa như thế rất nhỏ bé, nhưng hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng. Lăng Hàn có thể lập tức cảm giác được. Linh khí tiến vào trong cơ thể lưu động càng lúc càng nhanh. Cái này rất tự nhiên, tạp chất trong kinh mạch ít đi, tự nhiên để linh khí lưu động càng nhanh nhẹn hơn. Hơn nữa còn không chỉ dừng lại ở đây, hiện tại linh khí lưu động gia tốc, sau này thời điểm vận chuyển nguyên lực tương tự cũng sẽ gia tốc. Nguyên lực vận chuyển càng nhanh, lực phá hoại tự nhiên càng mạnh, đây là tăng lên chân thực. Sức sống của hắn không ngừng tăng cường, thần thức cũng có tăng lên nhất định, để hắn cảm giác rõ ràng, suy nghĩ càng thêm cấp tốc, sáng tỏ. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Non nửa ngày sau, sợi dễ thần dược bị hắn luyện hóa hết. Đáng tiếc, hầu như tu vi không hề tăng lên. Lăng Hàn thở dài, có điều không sao, trước đó hắn nhân cơ hội hắc Vũ Quốc hoàng thất và bát đại hào môn, luyện chế cho mình lượng lớn đan dược tăng cao tu vi. Hắn lấy sợi dễ thần dược thứ hai ăn vào tiếp tục luyện hóa. Âm âm âm. Lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể có tiếng sấm dậy, mỗi một khối xương đều rên rỉ, va chạm. Lần này, dược lực thâm nhập là tiến hành cải tạo xương cốt. Vậy thì không phải thoải mái rồi, ngược lại, cải tạo xương cốt vô cùng thống khổ, giống như muốn đánh nát cả người hắn, sau đó đúc lại vậy, để hắn thống khổ đến cắn răng, mồ hôi như mưa, từng luồng xông ra. A, a, hắn phát ra tiếng rên rỉ, rầm 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 bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đó là hổ nữ nghe được tiếng kêu đau đớn của hắn, nên chạy tới nhìn xem. Ta không sao. Lăng Hàn cắn răng nói. Oành. Nhưng đối với hổ nữ mà nói, hiển nhiên vô dụng, tiểu nha đầu bạo lực phá cửa nhảy vào, đần độn nhìn Lăng Hàn, thấy hắn còn có thể ngồi xếp bằng, chỉ là chảy ra lượng lớn mồ hôi, nhất thời nhích miệng nở nụ cười. Gia hỏa không có tim không có phổi. Lăng Hàn tạm thời không đếm xỉa tới nàng, không ngừng vận chuyển bất diệt thiên kinh, hấp dẫn dược lực cải tạo xương cốt.
Đau nhức giống như biển gầm, một đợt tiếp một đợt, làm cho hắn muốn té xỉu. Nhưng nếu hắn ngất đi, liền không cách nào vận chuyển bất diệt thiên kinh, dược lực chỉ có thể theo bản năng thân thể vận chuyển, hiệu quả tự nhiên mất giá rất nhiều. Then chốt là, hắn muốn nhân cơ hội này tăng thể chất lên nham thạch cảnh, vậy nhất định phải vận chuyển bất diệt thiên kinh, dựa theo bí thuật hấp thu dược lực. Ta nhẫn. Lăng Hàn cắn răng, gân xanh trên mặt trên cổ hằn lên, địa phương ngồi xuất hiện một bãi nước, cả người giống như mới vứt từ trong nước ra, hai mắt có chút thất thần. Đồng dạng là ăn thần dược, nhưng sao trước sau hai lần chênh lệch lớn như vậy? Trong đầu Lăng Hàn suy nghĩ lung tung, phân tán cảm giác đau đớn. Hắn nghĩ tới phụ thân ở Thương Vân Trấn, nghĩ đến Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền, thậm chí còn nghĩ đến kiếp trước. Cũng không biết qua bao lâu, đau đớn mãnh liệt rốt cuộc tiêu nhạt, về sau hoàn toàn biến mất. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, trước đó thậm chí hắn có ý nghĩ từ bỏ, cũng may, hắn vẫn kiên trì. Hắn nhìn trên người, lúc này lại chảy ra tạp chất, nhưng không phải màu đen, mà là màu trắng. Đây là tạp chất trong xương cốt. Phạt Mao tẩy tủy, xứng danh. Lần thứ nhất tăng huyết nhục, lần thứ hai luyện xương, như vậy, lần thứ ba sẽ là gì? Lăng Hàn thở ra một hơi thật dài, lấy sợi rễ thứ ba. Thơm. Hổ nữ lập tức đánh tới, hai mắt nhìn chằm chằm thần dược, nước miếng cũng sắp nhỏ ra rồi. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn chưa tu luyện, cho ngươi ăn quá lãng phí, hơn nữa, dược lực này quá lớn, ngươi rất khó khống chế. Lăng Hàn cười nói. Ăn. Hổ nữ nắm lấy tay Lăng Hàn run run, dáng dấp làm nũng. Không được. Lăng Hàn quả đoán lắc đầu, giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Hổ nữ thò đầu nhỏ ra, dùng sức cắn tới thần dược, lực lượng này lớn quá mức. Lăng Hàn không chú ý, bị nàng tránh thoát ra, cắn tới thần dược. Thảm! Bị kẻ tham ăn này cắn trúng, vậy khẳng định cho cũng không còn. Quả nhiên, hắn lập tức cảm giác được, có một cái đầu lưới đang liếm tay của mình, đó là hổ nữ chưa hết thòm thèm, muốn gặm cả ngón tay của hắn. Cái phá ra chi tử này. Lăng Hàn ai thán, thần dược a, hắn chỉ có ba phần, lại bị tiểu nha đầu này lãng phí một phần. Hì hì! Hổ nữ quay đầu lại cho hắn một nụ cười thật duyên, để Lăng Hàn muốn tức giận cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Ai bảo vừa nãy hắn kêu thê thảm như vậy, kinh động nha đầu này, nói cho cùng cũng là vì tiểu nha đầu quan tâm hắn mới xông tới. Tiện nghi ngươi, chỉ mong ngươi không bị no bể bụng. Lăng Hàn thở dài, ôm tiểu nha đầu ra ngoài, hắn muốn tắm rửa, trên người dính đầy chất bẩn, ngay cả mình ngửi cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi tắm rửa sạch, Lăng Hàn quan sát thân thể, liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần này thể chất tăng lên cực lớn, tuy vẫn chưa đạt đến nham thạch cảnh, nhưng xương cứng như sắt, da thịt trở nên cứng cáp hơn, cách nham thạch cảnh không xa. Mấu chốt nhất là, sức sống của hắn tăng lên cực lớn, chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, làm chuyện gì cũng tràn ngập sức mạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng phản ứng lại. Hổ nữ vẫn chưa rời giường, bình thường tiểu nha đầu này không phải luôn quấn quýt hắn hô thịt, sao? Thần đạo đan tôn, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 136, trứng, một kẻ tham ăn lại quên ăn, đây tuyệt đối là mặt trời mọc ở hướng Tây. Lăng Hàn cho rằng tiểu nha đầu khẳng định không bình thường, hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Ngày hôm qua nàng ăn một phần thần dược A, có điều lấy tu vi luyện thể cảnh của nàng, ăn thuốc bổ như vậy, nhất định sẽ rất khó hấp thu. Lăng Hàn chạy qua phòng của tiểu nha đầu. Nguyên bản nàng ngủ ở bên cạnh Lăng Hàn, nhưng Lưu Vũ Đồng cho rằng cô gái lại nhỏ cũng là cô gái, nên thu thập cho nàng một gian phòng. Hắn vào phòng ánh mắt quét qua, nhất thời sợ hết hồn. Bởi vì căn bản không nhìn thấy tiểu nha đầu, thay vào đó, trên giường lại có một quả trứng. Không sai, chính là một quả trứng. Hơn nữa rất lớn, lớn bằng một người ôm, cao khoảng chừng nửa người, thân trứng trắng như tuyết, nhưng có từng văn mạch màu vàng ấm che kín toàn bộ thân trứng. Lăng Hàn chỗ mắt ngoác mồm. Coi như tiểu nha đầu biến thân, biến thành một tiên nữ thanh xuân đẹp đến bong bóng, vậy hắn giật mình một hồi cũng sẽ tiếp nhận. Nhưng một người sống sờ sờ lại biến thành trứng. Đây là ý gì? Không hiểu ý dịch giả. Hắn không nghi ngờ chút nào, hiện tại hổ nữ đang ở trong trứng, bởi vì trận pháp hắn bố trí không có xúc động, hiển nhiên không có ai đi vào hay đi ra. Lai lịch của hổ nữ vốn rất quái lạ. Nàng có thể thông qua ăn vào lượng lớn đồ ăn đến tăng cao tu vi, chuyện này là cực kỳ kinh người. Bởi vậy, tuy lực lượng của thần dược rất lớn, nhưng không phải tiểu nha đầu không có khả năng luyện hóa, cái này cũng là nguyên nhân ngày hôm qua Lăng Hàn không có quá lo lắng.
Nhưng gà mẹ biến thành vịt, tiểu nha đầu biến thành trứng, chuyện này quái lạ. Lăng Hàn đi tới trước trứng, đầu tiên là quan sát, nhưng không nhìn ra một chút manh mối. Hắn đưa tay đặt trên vỏ trứng, nhưng phát hiện vỏ trứng này rất nóng, thật giống như muốn nổ tung. Cái này thật kỳ lạ. Hắn nâng trứng lên thả ở trên mặt đất, miễn cho chăn đệm bị đốt, sau đó cả tiểu viện cháy sạch. Đến cùng tiểu nha đầu này có lai lịch gì? Lăng Hàn càng ngày càng hiếu kỳ. Kiếp trước hắn đứng ở đỉnh phong võ đạo, lại tiến vào không ít di tích, đối với thể chất đặc thù có thể nói là hiểu khá rõ, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói chủng tộc nào có thể dựa vào ăn tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể kết thành một quả trứng. Hắn không dám đánh nát vỏ trứng, nhìn xem đến cùng hổ nữ như thế nào. Tuy từ trước tới nay chưa gặp qua, nhưng chỉ cần tham khảo loài chim liền biết trứng nhất định phải tự mình phá, nếu như hắn gõ nát vỏ trứng, vậy tuyệt đối là đốt cháy giai đoạn, chỉ có thể hại người. Hắn trùng sinh mới bao lâu, lại gặp nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy, cũng may trái tim của hắn rất lớn, bằng không thật sẽ bị dọa sợ. Quên đi, có vẻ còn khá bình tĩnh, tiểu nha đầu sẽ không có chuyện gì, liền để nàng tiếp tục. Ấp đi. Nói đến từ ấp, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt quái lạ. Mỗi sáng sớm thảo luận kiếm thuật với Mạc Cao đã trở thành thói quen, mấy ngày trước ở bên ngoài nên không có cách nào, nhưng bây giờ trở về, hắn tự nhiên đi tới tiểu viện của Mạc Cao. Hai người thảo luận kiếm đạo, lẫn nhau xác minh, đều có tiến bộ khá lớn. Không ra ba ngày, ta có thể đột phá, ngày mai ta sẽ bắt đầu bế quan. Đột nhiên Mạc Cao nói. Lăng Hàn sững sờ, sau đó chắp tay nói. Vậy chúc mừng lão sư. Vị kiếm si này vốn là một thiên tài, chỉ là mục tiêu hắn theo đuổi quá cao, trực tiếp nhìn chằm chằm kiếm tâm, mới làm hắn nửa bước không tiến mười mấy năm qua. Thật giống như người khác, chỉ cần bắt được 10 điểm liền có thể thăng cấp. Hắn lại muốn bắt 1.000 điểm trực tiếp thăng 100 cấp, tự nhiên vẫn kẹt ở tại chỗ. Nhưng khi cùng Lăng Hàn xác minh, đại môn kiếm đạo nguyên bản chỉ mở ra một chút xíu, đã triệt để mở rộng cho hắn, bỗng nhiên thu được tiến bộ bay vọt. Chính là hậu tích bạc phát, để hắn lập tức thu được cảm ngộ đột phá. Lăng Hàn không thấy kỳ quái, so với hình thành kiếm tâm, dũng tuyển cảnh thật không tính là gì. Vì kiếm si này đã đi lên quý đạo, chí ít ở trước linh anh cảnh, hắn sẽ không gặp bất luận bình cảnh nào. Hoàn toàn có thể dùng một tia kiếm tâm kia chém ra, thành tựu không thể đoán trước. Lăng Hàn cũng mừng thay cho hắn, âm thầm quyết định chờ vị lão sư này tu đến thần thai cảnh, sẽ chọn một môn công pháp đưa cho hắn. Bởi vì ở Vũ Quốc, hết thảy công pháp đều chỉ có 5 tầng, không cách nào dòm ngó huyền bí của sinh hoa cảnh. Bằng không qua nhiều năm như vậy, dù sao bát đại gia tộc cũng nên ra một hai thiên tài đột phá sinh hoa cảnh chứ. Nhưng không biết thích ra có cơ duyên gì, lại ra một cường giả sinh hoa cảnh tỏa trấn sơn hà. Ồ, sẽ không phải là khí thế của một quốc gia chứ? Lăng Hàn chưa làm hoàng đế, nên chưa quen thuộc chuyện này, nhưng nghĩ tới Bắc Hoang chỉ hoàng thất mới có cường giả sinh hoa cảnh tỏa trấn, vậy hẳn là có quan hệ tới Giang Sơn. Trước đó, Lăng Hàn chỉ biết điều động khí thế một quốc gia có thể tăng sức chiến đấu lên. Tỷ như Thích Vĩnh Dạ. Hắn là con trai của quận vương, chỉ có thể điều động một thành, nhưng uy lực của thiên tử quyền pháp vẫn rất mạnh. Vua của một nước triển khai thiên tử quyền pháp thuyên truyền quốc thế, uy lực kia khẳng định càng mạnh hơn. Nhưng quốc thế còn có thể tăng cao tu vi, đột phá sinh hoa cảnh, nhảy ra phàm thai sao? Lăng Hàn lắc đầu, nghĩ nó nhiều làm gì, ngược lại hắn không cần lo lắng chuyện công pháp. Rời tiểu viện của Mạc Cao đất là buổi trưa. Một mình Lăng Hàn cũng lười làm cơm, liền ra học viện đi tiểu lâu đối phó một trận. Hắn đến Hoàng Đô còn chưa được mấy ngày, bởi vậy mỗi lần đều chọn tiểu lâu không giống, thử xem nhà ai mùi vị tốt nhất. Chỉ là hôm nay có lẽ vận khí của hắn không tốt, thức ăn còn chưa ra, chỉ thấy một nhóm 4 người đi lên lầu. Lúc này là giờ cơm, mà chuyện làm ăn của tiểu lâu này cũng tương đối tốt, chỗ ngồi đã không còn ghế trống, bởi vậy 4 người kia đứng ở cửa thang gác, dùng ánh mắt tìm tòi, tựa hồ muốn tìm bàn trống. Một tên hầu bàn tiến lên nghênh tiếp. Hướng về 4 người kia giải thích cái gì đó, nhưng chỉ một hồi, hắn liền chạy đến bên Lăng Hàn, nói. Vị khách nhân này, ngài có thể nhường vị trí lại hay không? Lăng Hàn hơi nhướng mày nói. Tại sao ta phải nhường vị trí? Chuyện này. Khách quan, lẽ nào ngươi không nhận tức 4 vị kia? Kia là Khổng thiếu gia và bằng hữu của hắn, chọc không được, tiểu nhân cũng là suy nghĩ cho ngài. Hầu bàn dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, tựa hồ cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện Lăng Hàn không quen biết vị Khổng thiếu gia này. Không quen biết, cũng không có ý định nhận thức. Lăng Hàn lắc đầu. Nhanh mang món ăn lên, nói không chắc ta ăn 1 giờ liền xong, tất nhiên sẽ có vị trí. 1 giờ.
Hầu Bàn lộ ra nụ cười khổ, phải đợi thêm một giờ, phỏng chừng Khổng thiếu gia sẽ hủy tiệm này của bọn họ. Nhưng tới trước tới sau, đây là quy củ cơ bản nhất, nếu như tiểu lâu ngay cả điểm ấy cũng không thể bảo đảm, sau này còn ai tới ăn cơm. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi gặp vị Khổng thiếu gia kia. Lại một lát sau, chỉ thấy bốn người Khổng thiếu gia đồng thời đi tới. Tiểu nghèo, nắm lấy 100 lạng bạc này cút cho thiếu gia. Khổng thiếu gia nói, vẻ mặt khinh thường. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Cút. Trên bàn nằm một tờ ngân phiếu, đúng là ngân phiếu 100 lạng. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Có người đưa tiền cho hắn kia dĩ nhiên là không cần thị phí, nói. Hầu Bàn, có nghe hay không, bữa này của ta có người mời, còn không mau bưng rượu và thức ăn ngon lên. Ta sát. Khổng thiếu gia giận dữ. Tiểu tử này cầm tiền của mình, lại còn không cút. Hắn ấm tay phải lên bàn, uy hiếp nói. Tiểu nghèo, ngươi không muốn bị đánh, thì nhanh cút cho ta. Trong hoàng đô ở trước mặt mọi người, dù cho là hắn cũng không dám công nhiên uy hiếp sinh tử của người khác. Lăng Hàn nhìn hai bên một chút, nói. Tiếng chó sủa từ đâu tới kêu gâu gâu thực sự là làm người ta chán ghét. Phù phù một tiếng có người bật cười lên. Tiếng cười lanh lảnh có một loại mê hoặc không nói ra lời, nhất thời để không ít người quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy đó là một nữ tử xinh đẹp, chừng 23-24, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ngũ quan rõ ràng, giống như đao khắc ra tràn ngập phong tình. Bởi vì tư thế ngồi, không cách nào thấy rõ vóc người của nàng cụ thể làm sao, nhưng chỉ cần nhìn ngực nàng lớn như thế, liền biết vóc người của nàng ngạo nhân cỡ nào. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người kinh diễm. Càng kỳ quái là một mỹ nữ như thế, ngồi ở đây lâu như vậy mà đến hiện tại bọn họ mới phát hiện. Nhưng rất nhanh bọn họ liền minh bạch, bởi vì bên cạnh mỹ nữ này còn bày một tấm lụa mỏng, phỏng chừng lúc nàng tiến vào trên mặt che khăn thời điểm ăn mới lấy xuống, nên không có mấy người lưu ý. Hơn nữa mỹ nữ này cũng không phải một người, ngồi cùng bàn còn có ba đại hán áo đen, mặt không hề cảm xúc. Nhưng bọn họ hiển nhiên là hàng ngũ hộ vệ, bởi vì chỉ nhìn thấy mỹ nữ cầm đũa, ba người này đều ngồi nghiêm chỉnh, không có đứng phía sau mỹ nữ, chỉ là không muốn người chú ý mà thôi. Tuy bọn họ mặc hắc y thống nhất, vẻ mặt lãnh khốc đã đủ khiến người ta chú ý. Khổng thiếu gia cũng nhìn đăm đăm, không khỏi lộ ra vẻ sắc lang, hướng về mỹ nữ kia nói. Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Mỹ nữ kia không trả lời, chỉ thấy một tên hắc y nhân phất phất tay với Khổng thiếu gia, như đuổi một con ruồi. Khổng thiếu gia có loại cảm giác sắp phát điên trước một người thiếu niên không để hắn vào mắt, hiện tại lại bị người phất tay xua đuổi, đây rốt cuộc là làm sao? Lẽ nào qua một đêm, hoàng đô liền không phải hoàng đô hắn nhận thức? To gan, dám làm càn ở trước mặt Khổng thiếu. Một người bạn của Khổng thiếu gia nhảy ra, khiển trách đại hán áo đen kia. Vẻ mặt của hắc y nhân không hề biến hóa, chỉ là từ trong lòng móc ra một lệnh bài màu vàng, làm ra động tác xua đuổi lần thứ hai. Hừ, lệnh bài gì cũng không dùng được, Khổng thiếu gia của chúng ta. Đùng. Tên hồ bằng tẩu hữu kia đang muốn nói khoác thay Khổng thiếu gia, nhưng không ngờ bị đánh một cái tát. Hắn khó mà tin nổi nhìn Khổng thiếu gia, bởi vì cái tát này chính là Khổng thiếu gia đánh. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo. Khổng thiếu gia đằng đằng sát khí mắng, sau đó nhìn về phía hắc y nhân kia, biểu hiện lập tức trở nên cung kính nói. Vị đại nhân này, Khổng Văn Huy có mắt không tròng, kính xin đại nhân thứ tội. T. Người trong tiểu điếm đều khiếp sợ, Khổng thiếu gia chúng ta sao? Trước tiên đánh tùy tùng của mình không nói, còn chủ động nhận lỗi với đối phương. Chỉ có một khả năng, lai lịch của đối phương vượt xa Khổng gia, để Khổng thiếu gia cúi đầu. Hắc y nhân vẫn không mở miệng, phất phất tay lần thứ ba. Lúc này, Khổng thiếu gia không dám không tuân, ỉu xìu bỏ chạy, ngay cả tấm ngân phiếu 100 lạng kia cũng không lấy về. Hắn đã sợ mất mật. Mọi người không khỏi nhìn về phía tấm lệnh bài kia, này đến tột cùng đại biểu thân phận gì, lại có thể dọa lui Khổng thiếu gia. À, ta nghĩ ra. Một khách nhân kinh ngạc thốt lên, nhưng lập tức dùng hai tay che miệng mình lại, lộ ra vẻ e ngại. Này này này, nhỏ giọng nói cho ta, lệnh bài kia có lai lịch gì? Đúng, nói đi. Tên khách nhân kia nhìn sang thấy ba hắc y nhân đều không phản ứng, tựa hồ không hề để ý, liền đánh bảo nói. Cung đình thị vệ, Hắc Vân Quân. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu lâu yên lặng như tờ. Thật giống như ba chữ Hắc Vân Quân nắm giữ ma lực, khiến người ta không rét mà run. Sự thực cũng như thế, Hắc Vân Quân là hoàng gia ngự vệ, hơn nữa là tinh nhuệ nhất, mỗi thành viên trong quân đều là cao thủ.
Càng quan trọng nhất là bọn họ nắm giữ đặc quyền giết người. Tại Hoàng Đô, cho dù là cường giả thần thai cảnh của bát đại thế gia cũng không thể tùy ý giết người, chính là gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Nhưng Hắc Vân Quân có thể, chỉ cần bọn họ cho rằng đối phương có khả năng uy hiếp đến an nguy của Hoàng Thất. Bởi vậy, hung hăng như Khổng Thiếu Gia cũng chỉ có phần chạy trốn, nếu bị giết cũng là chết vô ích. Nhưng mọi người càng thêm hiếu kỳ, nữ tử cực kỳ xinh đẹp kia có thân phận gì có thể được ba tên Hắc Vân Quân bảo vệ. Nhìn dáng dấp của nàng, xinh đẹp phong nhã thành thục đến độ sắp chảy ra nước, khẳng định đã trải qua mưa móc, này tất nhiên không thể là loại hình công chúa. Lẽ nào là quý phi đương triều? Nghĩ tới đây, mọi người vội thu hồi ánh mắt, cái này là nữ nhân của đương kim hoàng đế, nhìn nhiều nói không chắc sẽ bị đào hai mắt. Chỉ là tại sao nữ nhân của Vũ Hoàng lại chạy ra hoàng cung chứ? Lăng Hàn đảo qua ba tên Hắc Vân Quân và nữ tử xinh đẹp kia, hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì ba tên Hắc Vân Quân chỉ có tu vi dũng tuyền cảnh, nhưng nữ tử xinh đẹp lại là linh hải cảnh. Linh hải cảnh hơn 20 tuổi. Quá khuyết đại đi. Có lẽ cô gái này dùng qua thuốc chú nhan gì, tuổi thật chí ít cũng đến 27-28, bằng không nàng không phải là người của Vũ Quốc, mà đến từ một số đại tôn môn, này liền không ngạc nhiên. Lục tục có người tính tiền rời đi. Cùng ba tên Hắc Vân Quân nắm giữ đặc quyền giết người ở một phòng, ngấm lại liền để bọn họ dựng lông tơ, muốn ăn cũng ăn không vô. Món ăn của Lăng Hàn đã được đưa lên, hắn không để ý chút nào bắt đầu ăn. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, tiếp theo liền nghe có tiếng bước chân đi lên cầu thang, rất nhanh thì đi tới lầu 2, là hai người một già một trẻ. Lão nhân vóc người lõm khỏm, giữ lại chòm râu dê, trong tay cầm một thanh hồ cầm. Một người khác là thiếu nữ, mặc áo vải thô, nhưng không giấu được vóc người động nhân của nàng. Tuy không nói tuyệt mỹ, nhưng thanh tân linh động, cực kỳ mỹ lệ, chỉ thua kém Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền chút xíu. Tinh tình tăng. Ông lão tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó kéo hồ cầm, mà thiếu nữ cũng sướng lên. Tiếng ca uyển chuyển tươi đẹp cảm động, khiến người ta không kìm lòng được mà say mê. Dù ba tên Hắc Vân Quân nghiêm túc thận trọng, nhưng nghe thiếu nữ ca vẫn lộ ra ý động, ánh mắt có chút mê ly. Nhưng Lăng Hàn thở dài, xem ra bữa cơm này không có cách nào ăn ngon rồi. Bởi vì hắn cảm ứng được sát khí. Thần đạo đan tôn. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138: Ám sát. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử xinh đẹp, nhất thời khúc nhạc đại biến. Trước còn uyển chuyển như mùa xuân, như một cô gái đang nói yêu thương với tình lang, nhưng chỉ trước mắt, liền trở nên túc sát, phảng phất mười dặm hành quân, đánh giết địch nhân tràn ngập tâm ý thiết huyết. Thiếu nữ cũng có biến hóa, tiếng ca biến đổi, sướng ra một khúc thiết huyết sát phạt, đồng thời cũng uyển chuyển nhảy múa, như là đấu kiếm. Tuy trong tay không có kiếm, nhưng có một luồng hào hùng giống như kiếm khách. Khu vực nàng hoạt động càng lúc càng lớn, cách nữ tử xinh đẹp kia cũng càng ngày càng gần. Khúc ca leng keng như là hải triều, vững vàng hấp dẫn tâm thần của mọi người. Muốn nói có gì bất ngờ kia chính là Lăng Hàn. Thần thức của hắn không chỉ mạnh mẽ hơn tụ nguyên cảnh bình thường, còn nắm giữ võ đạo chi tâm của thiên nhân cảnh, giỏi về thủ vững bản tâm. Muốn giết người sao? Chỉ thấy cô gái kia đã múa đến trước nữ tử xinh đẹp, tay phải rung lên, trong tay có thêm một trường kiếm sáng loáng, đâm tới nữ tử kia. Một chiêu kiếm phi tiên, ưu mỹ đến không cách nào hình dung. Đã sớm ngờ tới là các ngươi. Đúng lúc này, nữ tử xinh đẹp kia vỗ bàn một cái. Oanh! Cái bàn bị đánh chia năm xẻ bảy, từng khối gỗ vụn bắn nhanh về phía thiếu nữ, phảng phất như mũi tên nhọn đi sau mà tới trước. Leng keng keng, thiếu nữ múa kiếm, đánh bay gỗ vụn. Nhưng như thế, ba tên Hắc Vân Quân cũng tỉnh táo lại, dồn dập lộ ra vẻ kinh hãi. Phản ứng của bọn họ cũng quá chậm, nếu vừa nãy mục tiêu cô gái kia ám sát là bọn họ đều sẽ đần độn u mê mà chết đi. Lớn mật. Ba người đều gầm lên, dồn dập rút binh khí công tới thiếu nữ. Quản ngươi có phải mỹ nữ tuyệt sắc hay không, dám ra tay với quý phi đương triều kia là tội đại nghịch bất đạo, đáng tru cửu tục. Ba con dẹp. Ánh mắt của thiếu nữ phát lạnh, hoành kiếm quét qua, ba đạo kiếm khí kích xạ. Cái gì? Ba tên Hắc Vân Quân đều kinh ngạc thốt lên. Ba đạo kiếm khí, đây là cấp bậc vương giả a. Thiếu nữ này hiển nhiên là dũng tuyền cảnh cấp cao, kiếm khí oai mạnh đến nỗi đáng sợ, căn bản không phải ba người kia có thể kháng cự. Kiếm khí ngang dọc, phúc phúc phúc, ba người đều trúng kiếm, máu tươi tung tóe, bị thuấn sát. Thiếu nữ kêu nhỏ một tiếng, tiếp tục giết về nữ tử xinh đẹp kia. Giết người rồi.
Lúc này những khách nhân còn sót lại kia mới hoàn hồn, vội lớn tiếng hét lên, dồn dập chạy trốn xuống lầu. Tiểu muội muội, chính là các ngươi dùng Lạc Hoa lệnh dẫn tỷ tỷ ra. Nữ tử xinh đẹp cười duyên khanh khách, cũng không đứng lên, chỉ đưa tay ra, mạnh mẽ chống đỡ lời kiếm của thiếu nữ. Nhìn kỹ, trên hai tay nàng bao vây một tầng ánh sáng nhàn nhạt, mỗi lần va chạm cùng lời kiếm, ánh sáng sẽ bắn ra, miễn cưỡng cản lời kiếm lại. Thiếu nữ không đáp, chỉ đẩy kiếm thế ra, kiếm kiếm ác liệt. Tiểu muội muội, sư phụ của ngươi là ai? Nữ tử xinh đẹp có vẻ rất thong dong, nàng là linh hải cảnh, hoàn toàn nghiền ép xuống tuyền cảnh, tự nhiên thành thạo điêu luyện. Keng. Một bên khác, ông lão dừng lại động tác kéo hồ cầm, thân hình bắn ra, vung tay phải lên, vài sợi cầm ti tung bay cuốn tới nữ tử xinh đẹp. Vạn cổ thiên ti. Con mắt của nữ tử xinh đẹp căng thẳng, lập tức khẽ mỉm cười nói. Ngươi không phải kiểu mà tỷ tỷ ta yêu thích, tỷ tỷ cũng không muốn bị ngươi cột đổi thành là một anh chàng đẹp trai, tỷ tỷ mới có chút hứng thú. Một già một trẻ kia hiển nhiên đều là sát thủ, đối mặt đối phương, đùa giỡn tâm tình đều không chút biến hóa, ngược lại ra tay càng ác liệt, hơn nữa phối hợp hết sức ăn ý. Chỉ có điều bọn hắn là dũng tuyển cảnh, có thể coi là dũng tuyển tầng 9, nhưng đối mặt một vị linh hải cảnh thì có lợi ích gì? Nữ tử xinh đẹp chỉ hơi tăng lực, liền để một già một trẻ này liên tiếp gặp nạn. Không nghĩ tới đi, ta phản Lạc Hoa điện tu vi lại đột phá linh hải cảnh. Nàng khẽ cười nói, thân hình phiêu phiêu, phản kích bắt đầu ác liệt. Một khi cường giả linh hải cảnh chăm chú, làm sao dũng tuyền cảnh có thể ngăn chặn. Nhất thời một già một trẻ giật gấu vá vai, có vẻ cực kỳ chật vật. Trở về báo tin, một cách liền được rồi. Nữ tử xinh đẹp lộ ra sát ý uy nghiêm đáng sợ. Đi nói cho tiện nhân Hoa Vô Nguyệt kia, đợi ta đột phá thần thai cảnh, chính là ngày tiện nhân kia bị chém đầu. Sát khí của nàng lên cao, ra tay càng áp hơn. Một già một trẻ nhìn nhau, hai người nắm chặt tay, nhất thời có loại sức mạnh không tên lưu truyền, sức chiến đấu của bọn họ bỗng tăng lên khó mà tin nổi, nhiều lần chặn sát chiêu của nữ tử xinh đẹp. Lăng Hàn kinh ngạc, thầm nghĩ cái này không phải ý hợp tâm đầu, sao? Đây là một môn bí pháp, có thể kích thích tiềm lực của hai người lên gấp 10 lần. Nhưng khi công pháp biến mất, hai người đều sẽ xuất hiện thời gian dài tu vi rút lui thuộc về tuyệt chiêu liều mạng. Nhưng ý hợp tâm đầu có điều kiện sử dụng nghiêm ngặt, nhất định phải là huyên đệ, tỷ muội hoặc là huyên muội, tỷ đệ, tuổi tác của hai người này chênh lệch nhiều như vậy, sao có khả năng là huyên muội chứ? Lúc hắn đang kỳ quái, một già một trẻ cũng biết không phải đối thủ của nữ tử xinh đẹp, liều mạng công mấy chiêu đột nhiên phá cửa sổ lao ra, hướng về phương xa bay vút đi. Nữ tử xinh đẹp đuổi theo, đứng ở cửa sổ, nhìn địa phương hai người biến mất, nhưng không có truy tiếp. Người đi trên đường phố nghe được động tĩnh phá cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một mỹ nhân đứng trước cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, vài vóc tơ tằm dán thật chặt vào thân thể mềm mại của nàng, hoàn toàn vẽ ra vóc người đầy đặn ngạo nhân, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Đây thực là một mỹ nữ gợi cảm. Nữ tử xinh đẹp quay đầu lại nhìn lướt qua Lăng Hàn, nói. Tiểu đệ đệ, gan của ngươi thật lớn, lại còn không có đào tẩu. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Ta còn không phải sợ đến chân mềm nhũn, muốn chạy cũng chạy không được sao. Khanh khách khanh khách. Nữ tử xinh đẹp che miệng cười duyên, như nhánh hoa run rẩy, có một loại mê hoặc không cách nào hình dung. Tỷ tỷ yêu thích loại hình dẻo mồm lại khôi hài như ngươi, đáng tiếc, tỷ tỷ đã lập gia đình. Nàng hơi nghiêng người đoạt cửa mà ra, không để ý ba bộ thi thể Hắc Vân Quân kia chút nào. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Tâm thần của Lăng Hàn tập trung cao độ. Vừa nãy kỳ thực nữ tử xinh đẹp này có sát ý với hắn, nhưng không biết tại sao lại bỏ đi. Ăn bữa cơm cũng có thể ăn kinh tâm động phách như vậy, thật là khiến người ta im lặng. Lăng Hàn đứng dậy rời đi, chuyện này không có quan hệ gì tới hắn, hắn tội gì quản việc không đâu. Đây là dưới chân thiên tử, chết ba tên Hắc Vân Quân, chuyện này có thể nhỏ sao? Chỉ một hồi toàn bộ hoàng đô liền tiến vào trạng thái giới nghiêm, nhiều đội binh sĩ tuần tra ở trên đường tìm kiếm tâm tích hai tên sát thủ. Lăng Hàn quay lại Hổ Dương học viện, tiến vào tiểu viện của mình, nhưng lông mày lập tức cau lên. Trận pháp bị động qua, có người đi vào. Soạt, Hàn Quang đảo qua, một thanh kiếm đã đưa tới trước ngực hắn, hiện ra một thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Không cho lộ ra, bằng không giết ngươi. Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Thái điểu. Thiếu nữ này lại là một sát thủ trong tiểu lâu. Vẻ mặt của Lăng Hàn quái lạ. Đây cũng quá trùng hợp đi, thiếu nữ này lại trốn đến chỗ của hắn. Nhưng suy nghĩ một chút,
Hổ Dương học viện là địa phương tránh né truy binh tốt, mà nơi này là góc hoang vắng nhất trong Hổ Dương học viện, đối với chuyện sát thủ tuyển tới đây cũng không phải chỉ là trùng hợp. Hắn cười nhạt nói, ta không thích người khác sử dụng kiếm chỉ vào ta. Hừ, hiện tại ngươi không thích cũng phải thích. Thiếu nữ có chút ngây thơ nói, không nhìn ra khí chất của sát thủ mảy may. Lăng Hàn vươn ngón tay, nhấn về mũi kiếm, nói, ngươi vừa dùng tâm tâm tương ứng, lúc này còn có thể có 1% sức chiến đấu sao? Thể chất của hắn đã vượt qua cấp bậc khô một, tiến quân về thạch nham cảnh, dù không vận chuyển nguyên lực phòng ngự, mũi kiếm cũng không cách nào đâm thương ngón tay của hắn. Hắn cong ngón tay lên, thân kiếm bị quét qua một bên. Hiện tại tốt lắm rồi. Hắn nhòn miệng cười. Thiếu nữ không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, nói, làm sao ngươi biết chúng ta dùng tâm tâm tương ứng? Cái này lại không phải bí pháp ghê gớm gì. Lăng Hàn lắc đầu. Kiếp trước hắn không có huynh đệ tỷ muội, bởi vậy được môn bí pháp này chỉ nhìn một chút liền ném qua một bên, chỉ biết tác dụng cùng khuyết điểm khi dùng môn bí pháp này, nhưng căn bản không nhớ được tình huống cụ thể. Hừ, coi như chỉ có 1% sức mạnh, chừng chỉ một tổ nguyên tầng 6 như ngươi vẫn thừa sức. Thiếu nữ không phục nói, lại chỉ mũi kiếm trở về. Lăng Hàn cười ha ha nói, không nghe lời, sẽ bị đánh mông. Lưu manh. Khuôn mặt thiếu nữ đỏ ửng đột nhiên lớn kiếm công tới Lăng Hàn. Nếu sức chiến đấu của nha đầu này không có rơi xuống, như vậy Lăng Hàn còn thật không dám đón đỡ, dù sao Dũng Tuyền tầng 7 mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng hiện tại sức chiến đấu của đối phương đừng nói 1%, ngay cả 1/1000 cũng chưa chắc có, mà hắn là quái thai, sức chiến đấu có thể sánh ngang Dũng Tuyền tầng 1. Nếu so tiêu hao, kết quả là thực lực của hắn chiếm cứ thượng phong. Oành oành oành, Lăng Hàn chỉ dùng mấy quyền liền đánh bay trường kiếm trong tay thiếu nữ. Canh một hồi, mũi kiếm cắm vào trong đất, thân kiếm loáng một cái. Nhất định phải đánh mông mới thành thật sao? Lăng Hàn cố ý nghiêm mặt. Thiếu nữ sợ đến hoa dung thất sắc. Sao nàng xui xẻo như vậy, lần đầu làm nhiệm vụ, không chỉ thất bại, hơn nữa vừa rời ổ lang lại vào hang hổ. Vèo, lại một bóng người bay ra, là lão giả sát thủ kia. Hai tay lão vung lên, dây đàn bay múa như thiên ti quấn về phía Lăng Hàn. Ông lão, tuy ta có tâm kính lão, nhưng ngươi tẩy giả lên mặt, ta cũng sẽ không khách khí. Lăng Hàn nói, một bên vung quyền chống đỡ. Có thể chất mạnh mẽ ủng hộ, dây đàn vốn có thể cắt nát kim loại kia là căn bản không làm gì được hắn. Cô gái kia cũng vung kiếm đón nhận. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, liên thủ lại, sức chiến đấu tăng cường không phải gấp đôi, mà là gấp 2-3 lần. Nhưng sức mạnh của bọn họ suy giảm, hơn nữa đối thủ lại là yêu nghiệt như Lăng Hàn, dù liên thủ cũng vô dụng, bị áp chế không còn sức đánh trả. Bọn họ không khỏi ngơ ngác, dù cho sức mạnh rơi xuống, nhưng lực lượng liên thủ cũng đủ để trấn áp bất luận tụ nguyên tầng 9 nào, mà thiếu niên trước mặt này cường đại như yêu quái, ngược lại áp chế bọn họ. Không nghe lời, liền bị đánh. Lăng Hàn đá ra một cước, đá vào cái mông của thiếu nữ, đá bay thiếu nữ ra ngoài. Sau đó đấm ra một quyền đánh vào ngực ông lão, chấn động đến mức đối thủ cũng bay ra ngoài. Chỉ là sau khi đấm, vẻ mặt của Lăng Hàn lại quái lạ. Cái xúc cảm này không đúng nha. Hắn đi về phía ông lão, đối phương đã té xuống đất, đau đến chỉ có thể hừ hừ. Lăng Hàn tìm tòi trên mặt đối phương, đột nhiên xé một cái kéo xuống một tầng da mỏng manh. Dáng dấp của ông lão đại biến, lại hiện ra một khuôn mặt tuyệt sắc cùng cô gái kia giống nhau chí ít 7 phần. Chẳng trách. Trong lòng Lăng Hàn bừng tỉnh. Trước đó hắn liền kỳ quái chuyện, huynh muội làm sao chênh lệch lớn như vậy, hóa ra cách này không phải ca ca, mà là tỷ tỷ, dịch dung thành một ông lão mà thôi. Dâm tặc. Tỷ tỷ mắc cỡ đỏ mặt quát mắng một tiếng, lại tức đến ngất đi. Lăng Hàn thở dài, hắn không phải cố ý tập ngực, ai bảo nha đầu này hóa trang thành ông lão chi. Tỷ tỷ. Ngụy trang bị vạch trần, thiếu nữ cũng không che giấu nữa, lập tức gọi lên. Chỉ là nàng bị Lăng Hàn đá rất nặng, hiện tại cái mông đau nhức, mới vừa bò lên lại ngồi xuống. Thực sự là phiền phức. Lăng Hàn thở dài. Lẽ nào các ngươi không có chỗ khác trốn, lại chạy đến nơi này thêm phiền cho ta? Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt oan ức, nếu như sớm biết nơi này có sắc lang, đánh chết các nàng cũng không đến. Này này này, ở trong lòng mắng người là không đúng đâu. Lăng Hàn nói. Làm sao ngươi biết? Thiếu nữ kinh ngạc nói, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu. Lấy tính cách này cũng có thể làm sát thủ. Lăng Hàn cảm thấy sư phụ của đôi tỷ muội này quá thất bại, lại dạy dỗ ra sát thủ như vậy, quả thực có thể tìm khối đậu hũ tự sát. Ai cần ngươi lo? Thiếu nữ hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Cẩn thận ta đánh cái mông của ngươi.
Lăng Hàn uy hiếp nói. Ngươi dám? Thiếu nữ sợ đến hoa dung thất sắc. Bình thường đều có tỷ tỷ thay nàng che gió che mưa, hiện tại tỷ tỷ đã hôn mê, nàng cảm thấy rất mờ mịt. Ít thêm phiền cho ta. Lăng Hàn lắc đầu đưa tay nâng tỷ tỷ lên, lại đi tới xách muội muội theo, đi vào phòng. Ngươi muốn làm gì? Muội muội sợ đến sắc mặt trắng bệch, tên này là muốn ban ngày tuyên dâm sao? Khà khà, ngươi nói xem. Lăng Hàn cố ý tàn bạo nói. Muội muội sợ đến trừng mắt cũng ngất đi. Ai thực sự là phục rồi, như vậy cũng có thể làm sát thủ. Lăng Hàn lắc đầu, mới đầu thấy hai nữ phối hợp ăn ý, động tác lão luyện, thật giống như sát thủ thâm niên, kết quả. Thái điểu. Hắn ném hai nữ vào gian phòng của hổ nữ, suy nghĩ một chút, lại chuyển chứng hổ nữ tới gian phòng của mình. Cũng không biết bao giờ tiểu nha đầu mới nở. Không lâu lắm, đôi tỷ muội kia đều tỉnh lại, phát hiện quần áo trên người hoàn chỉnh, không có gì dạng gì, đều thoáng yên tâm. Tỷ thừa dịp tên kia không có ở đây, chúng ta nhanh trốn đi. Muội muội nói. Làm sao trốn? Tỷ cười khổ nói. Sau khi chúng ta sử dụng tâm tâm tương ấm, lại mạnh mẽ ra tay, hiện tại ngươi còn có thể sử dụng nguyên lực sao? Hiện tại chúng ta đi ra ngoài, nếu như rơi xuống trong tay những nam nhân xấu kia, ta thà rằng chết. Nhưng tên kia thật xấu, luôn nói muốn đánh cái mông của ta. Muội muội oan ức nói. Ta xem ánh mắt người kia trong suốt. Không giống loại người như vậy. Tỷ lắc đầu. Tỷ, ngươi đừng quên, mới vừa rồi ngươi bị hắn sờ ngực. Muội muội vạch ra một sự thật. Nha đầu chết tiệt kia, nói hưu nói vượn gì đó, ta là bị hắn đánh một quyền. Tỷ vội tranh luận. Vậy thì có cái gì khác nhau? Muội muội thầm nói. Lăng Hàn vừa vặn đẩy cửa vào, da mặt không khỏi co giật, đôi tỷ muội này so với hắn tưởng tượng còn muốn ngốc manh.